Sáng ngày 8 tháng 11, Đại tá Trần Thanh Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, sáng cùng ngày đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng phòng không không quân, quân sự, bộ đội, công an, kiểm lâm, dân quân và người dân địa phương đã tổ chức vào khu vực Vườn Quốc gia York Don để tìm kiếm máy bay huấn luyện Yak-130. Ông Đào Công Nguyên, sinh năm 1966, người dân trú tại Buôn Trang Phốc, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cho biết, vào trưa 6 tháng 11, trong lúc làm rẫy trong vườn quốc gia York Don thì nghe được tiếng nổ lớn. Hàng ngày, tôi thường đi làm rẫy ở gần bờ sông Serepok. Khoảng 11 giờ trưa ngày 6 tháng 11, tôi đang trông chòi rẫy thì giật mình vì tiếng nổ rất to bên kia sông Serepok thuộc địa phận của vườn quốc gia York Don, cách khoảng 3 km. Tuy nhiên, tôi không xác định được đó là tiếng gì, chỉ nghĩ rằng đó là tiếng cây đổ, ông Nguyên kể. Đến sáng ngày 8 tháng 11, sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm máy bay huấn luyện Yak-130, ông Nguyên đã báo cho lực lượng kiểm lâm và bộ đội đi vào hướng mà ông đã nghe được tiếng nổ để tìm kiếm. Người dân tại Buôn Trang Phốc cho biết, từ chiều ngày 7 tháng 11 đã nghe được thông tin nghi ngờ máy bay rơi ở khu vực Vườn Quốc gia York Don. Sáng 8 tháng 11, hàng chục người dân trong buôn đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng để vào rừng thuộc khu vực Vườn Quốc gia York Don để tổ chức tìm kiếm. Theo kế hoạch huấn luyện, sáng 6 tháng 11, Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngay tại sân bay Phù Cát với máy bay Yak-130 số hiệu 210G. Máy bay bay bài 208, bay đường dài, không vực, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 940 bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940 bay buồng sau. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 sáng đến 10 giờ 38 sáng. Khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng phải không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định. Trong đêm 6 tháng 11, lực lượng chức năng đã đưa hai phi công về nơi an toàn, đồng thời tìm kiếm xác máy bay. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã thông báo đến người dân việc trao thưởng 10 triệu đồng cho người tìm thấy máy bay Yak-130. Theo bà Buôn Xuống Lào, Chủ tịch UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phát thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã về nội dung treo thưởng trên để người dân nắm rõ. Chủ tịch UBND xã Krông Na cũng thông tin hiện lực lượng tại chỗ của địa phương vẫn tham gia cùng các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm. Ngoài ra, chính quyền xã vận động người dân chuẩn bị sẵn thuyền, xuồng để hỗ trợ lực lượng vượt sông Serepok sang bờ bên kia tìm kiếm máy bay Yak-130. Đến chiều ngày 8 tháng 11, một nguồn tin cho biết các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xác định được vị trí máy bay Yak-130 rơi. Theo nguồn tin, máy bay này rơi gần chốt kiểm lâm của trạm kiểm lâm số 9 của Vườn Quốc gia York Don. Cụ thể, vị trí máy bay rơi tại tiểu khu 428 nằm ở giữa trạm kiểm lâm Trang Phốc và trạm kiểm lâm số 9 của Vườn Quốc gia York Don. Trong khoảnh khắc rất ngắn, máy bay ở độ cao thấp rơi rất nhanh, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng các phi công đã bình tĩnh, dũng cảm điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư và nhảy dù an toàn, không gây thiệt hại. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen ngợi. Ngày 7 tháng 11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen các cán bộ chiến sĩ trong ban bay ngày 6 tháng 11 của Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân. Đại tướng Phan Văn Giang viết, ngày 6 tháng 11/2024, Trung đoàn Không quân 940 tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ban bay gồm các đồng chí chỉ huy cất hạ cánh, phi công, các thành phần bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ bay theo kế hoạch. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng và đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay của Trung đoàn trực tiếp thực hành kíp bay điều khiển máy bay Yak-130 số hiệu 210D. Khi hoàn thành nhiệm vụ điều khiển máy bay về sân bay để hạ cánh thì máy bay gặp sự cố thả càng không ra. Các đồng chí phi công đã khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý tình huống khẩn cấp để cứu máy bay nhưng bất khả kháng. Chỉ huy bay đã ra lệnh cho phi công nhảy dù.
Trong khoảnh khắc rất ngắn, máy bay ở độ cao thấp rơi rất nhanh, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các phi công đã bình tĩnh, dũng cảm điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư và nhảy dù an toàn, không gây thiệt hại. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang khen ngợi biểu dương lãnh đạo chỉ huy cơ quan chức năng các cấp trong Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo tổ chức chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với các lực lượng. Biểu dương trường sĩ quan Không quân Trung đoàn 940 và các cán bộ nhân viên chiến sĩ trong ban bay đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chỉ huy bay chặt chẽ, xử lý kịp thời, linh hoạt tình huống xảy ra. Khen ngợi đồng chí đại tá Nguyễn Văn Sơn và đồng chí thượng tá Nguyễn Hồng Quân với trình độ, kinh nghiệm huấn luyện dày dạn và bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao đã bình tĩnh, tự tin, không sợ hy sinh, xác định đúng thời cơ xử lý kịp thời tình huống bất trắc trên không. Việc làm thể hiện trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không không quân và trách nhiệm vì nhân dân, vì tổ quốc của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới, đại tướng Phan Văn Giang viết trong thư. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân khẩn trương chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất tuyên dương khen thưởng tập thể cá nhân trong xử lý sự cố ban bay của Trung đoàn 940. Tôi mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam và xã hội chủ nghĩa. Chúc các đồng chí và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công. Chào thân ái và quyết thắng. Trích thư của Đại tướng Phan Văn Giang. Ngày 6 tháng 11, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ban ngày tại sân bay Phú Cát với máy bay JAC 130 số hiệu 210D, bay bài 208, bay đường dài, không vực, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay, bay buồng sau. Đây là chuyến bay đợt 3, là chuyến thứ 2 của phi công buồng trước trong ban bay trong ngày. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 phút khi kết thúc bài bay về hạ cánh. Phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2. Quân chủng Phòng không Không quân đã chủ trì phối hợp với lực lượng quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn mặt đất và trên không. Sau gần 13 giờ tìm kiếm và cứu nạn, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng bay buồng trước, Trung đoàn Không quân 940 đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi rừng lúc 23 giờ 45 phút đêm ngày 6 tháng 11 và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay, bay buồng sau, Trung đoàn Không quân 940 được ra khỏi rừng lúc 0 giờ 45 phút sáng ngày 7 tháng 11, hiện đang tìm vị trí máy bay rời. Hẹn bị hại gặp nhau ở một quán cà phê trên địa bàn phường 3, thành phố Vị Thanh để lừa bán thiên thạch 19 tỷ đồng. Bốn đối tượng bị công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bốn đối tượng nói trên gồm Trần Anh Thiện, sinh năm 1968 ở tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1974 ở thành phố Cần Thơ, Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1985 ở thành phố Cần Thơ và Lê Thanh Phong, sinh năm 1997 ở tỉnh Kiên Giang. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 11 tại một quán cà phê trên địa bàn phường 3 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, lực lượng công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang Thiện, Tâm, Đức và Phong đang viết giấy cam kết bán thiên thạch với số tiền là 19 tỷ đồng với một người phụ nữ đến từ Hà Nội. Khai với cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận biết bị hại đang tìm mua thiên thạch nên đưa ra thông tin gian dối là có thiên thạch để cần bán. Người mua tin tưởng các đối tượng hẹn gặp tại địa điểm trên để làm cam kết và hẹn hai bên sẽ thực hiện giao dịch vào ngày 6 tháng 11 tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Khi giao dịch, nếu bên bán không có thiên thạch hoặc có nhưng không đảm bảo chất lượng thì sẽ trả cho bên mua số tiền 1 tỷ đồng. Ngược lại, nếu người mua không nhận hàng hoặc không trả đủ tiền thì mất 200 triệu đồng. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này sử dụng tên giả khi liên lạc và viết cam kết với bị hại, đồng thời có dấu hiệu liên quan đến việc lừa bán thiên thạch ở một số địa phương khác. Cũng với thủ đoạn tương tự, công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thiện, Tâm, Đức và Phong để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 7 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố 43 bị can, thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 211 gram ma túy của đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 5 vụ các đối tượng sử dụng súng gây ra các vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, phát hiện 9 đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định được đường dây buôn bán vũ khí hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả và bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc. Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 6 đối tượng chính gồm Vũ Anh Tú, sinh năm 1993 và Vũ Tiến Phát, sinh năm 1992, cùng trú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Mai Văn Đông, sinh năm 1992, trú tại xã Phước Động, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh,
Lê Cương sinh năm 1998, trú tại ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thanh Tiên sinh năm 1993, trú tại phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; Trần Quốc Cường sinh năm 2001, trú tại phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, móc nối với nhau hình thành đường dây khép kín với mỗi đối tượng phụ trách các khâu khác nhau, lôi kéo thêm nhiều đối tượng tham gia. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành giữ khẩn cấp, triệu tập khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Tĩnh, Ninh Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang và Bắc Giang. Trong số các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này còn có 11 đối tượng có tiền án tiền sự và nhiều đối tượng có hành vi mua bán sử dụng ma túy. Đối tượng hình sự cộng cán có những đối tượng có đến 10 tiền án. Quá trình điều tra mở rộng, ngoài việc thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, phòng cảnh sát hình sự còn thu giữ 211,11 gram ma túy, 2 quả lựu đạn từ các đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 43 bị can về các tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.